Và để chuẩn bị nguyên liệu nấu cái món chè kiểm thì ở đây mình có sử dụng là 200g bí đỏ, 200g khoai cao, 200g khoai lang thì tỷ lệ này là bằng nhau nha các bạn. Dừa thì mình sử dụng ở đây là 100g, 20g nấm mèo, 100g bột khoai, 50g bột bán, một chút xíu muối. Đường thì tùy theo khẩu vị của gia đình, ở đây mình sử dụng là 300g. 200g bột năng mình nhồi với nước sôi để một lúc nữa mình sẽ nắn cà na nha. Và 50g đậu phộng mình cũng đã rang sẵn rồi. Nước cốt dừa thì mình sử dụng là 200ml nước cốt dừa đặc, 2 lít nước dừa dảo để một lúc nữa mình dùng cái phần nước dừa này mình nấu nha. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng xem hết video xem mình nấu cái món chè kiểm này như thế nào nha. Thì nấu cái món chè kiểm này nó rất là nhiều nguyên liệu, cũng tùy theo mọi người thích ăn gì mà mình cho vào. Và để chuẩn bị nấu thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ những cái phần khoai lang, khoai cao và bí đỏ ra nha. Thì cắt cái này các bạn nên cắt hạt lựu. Mình cắt ra thành những cái miếng vuông nhỏ như vậy là được. Khoai lang thì mình cũng đã cắt xong rồi, thì bây giờ mình cho qua bên đĩa. Và mình cũng cắt những cái thứ còn lại tương tự như vậy luôn nha. Khoai thì mình cũng đã sắt xong hết rồi, thì bây giờ mình sắt tới cái phần cùi dừa nha các bạn. Cùi dừa thì mình sẽ sắt miếng dài như vậy. Nên chọn những cái trái nó hơi mềm một chút xíu, đừng chọn quá cứng. Chọn cứng quá thì mình ăn nó sẽ không có được ngon. Cái món kiểm này nhiều người nấu và cách nấu cũng khác nhau nữa, cũng tùy theo là mình thích ăn cái gì mà mình cho vào thôi. Có những người thì họ có thể cho thêm mướp nè, rồi nấm rơm, tàu hủ ki, nhưng mà riêng mình thì mình chỉ nấu những cái món đơn giản nhất. Cũng có thể cho mít và đu đủ vào cũng được luôn nha. Nấm mèo thì mình cũng cắt dài luôn nha. Cắt theo cái bảng dài như vậy. Nấm mèo này khi mà mình nấu chè đó thì nó sẽ rất là giòn và ngon. Nguyên liệu thì mình cũng đã cắt xong hết rồi. Bây giờ thì mình để qua một bên và mình chuẩn bị đi nắn cà na nha các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị nắn cà na nha. Thì cái phần bột năng này mình cũng đã nhồi cho nó dẻo rồi. Thì với 200g bột năng các bạn cho vào tầm khoảng 120ml nước sôi thì nó sẽ thành một khối bột dẻo như vậy. Và các bạn lấy một cái lượng bột vừa đủ, mình cho một viên đậu vào nè. Mình nặn lại. Rồi vò tròn lại. Mình xe dài dài ra như là trái cà na vậy đó. Rất là đơn giản. Như vậy là được nè các bạn. Mình cho qua bên đĩa. Trước khi làm thì các bạn nên vệ sinh tay của mình sạch nha. Tại vì khi mà nắn trái cà na như vậy, mình không thể nào sử dụng bao tay được. Nếu như mà các bạn làm mà không có phần bột năng thì mình có thể thay thế bằng bột nếp. Bột nếp thì mình sẽ làm cái viên cà na nó dẻo hơn, còn làm bột năng thì cái viên cà na của mình nó sẽ dai nha. Tất cả nguyên liệu thì mình cũng đã làm xong hết rồi, thì bây giờ các bạn bắt cái nồi nước cốt dừa lúc nãy mình đã chuẩn bị đó. Mình bắt lên trên bếp và chuẩn bị nấu luôn nha. Nồi nước cốt dừa mình nấu nó cũng đã sôi nè các bạn. Thì mình sẽ cho những cái nguyên liệu nó lâu chín vào, mình cho khoai lang, bí đỏ và khoai cao vào luôn nha. Nấu tầm khoảng 5 tới 10 phút thì mình mới cho những cái nguyên liệu khác vào thêm. Khoai nãy giờ thì mình cũng đã nấu được 10 phút rồi. Tiếp tục các bạn cho hết cái chỗ cà na lúc nãy mình đã nắn vào nha. Và cho luôn bột khoai mình đã chuẩn bị. Bột khoai trước khi làm thì các bạn nên ngâm, như vậy thì mình nấu nó sẽ mau hơn. Còn nếu như mà không đủ thời gian để ngâm thì mình cho vào luôn nhé. Cho cả dừa thái sợi vào. Còn nấm mè và bột bán một lúc nữa mình sẽ cho vào sau. Kiểm thì mình cũng đã nấu thêm được 10 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần bột bán vào nha. Bột bán thì mình cũng nên ngâm trước. Ngâm tầm khoảng 5 tới 10 phút là mình đã có thể nấu được. Cuối cùng mình cũng cho hết cái số nấm mèo này vào luôn. Nấm mèo này hay có tên gọi khác là mộc nhĩ đó các bạn. Cho nguyên liệu vào, khi nguyên liệu đã chín hết rồi thì mình mới nêm đường nha. Rất là thơm cái mùi nước cốt dừa luôn đó.
nguyên liệu trong cái nồi kiểm này mình nấu nó cũng đã chín hết rồi này các bạn. Thì bắt đầu mình sẽ nêm đường từ từ vào, cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người mà mình cho ít hay nhiều nha. Thường thường thì kiểm này sẽ nấu không có quá ngọt, chỉ vừa ăn thôi. Và cho vào thêm một ít muối để cho cái phần kiểm nó được đậm đà hơn. Nấu một lúc để cho đường tan hết rồi các bạn nêm xem mà đã vừa hay chưa nhé. Đường thì mình nêm nó cũng vừa ăn rồi các bạn, thì tổng cái lượng đường mà mình cho vào trong nồi á nó còn dư lại tầm khoảng là 50g. Thì cái kiểm này mà nấu ngọt quá mình ăn nó sẽ rất là ngán nha. Nêm xong thì các bạn cũng cho vào đây là hai ống đường thơm để cho cái phần kiểm này nó được thơm và ngon hơn. Cho vào xong thì mình cũng tắt bếp luôn, đảo đều. Và sau đó mình cho hết 200ml nước cốt nhất lúc nãy mình đã chuẩn bị vào. Nhớ là phải tắt bếp thì mình mới cho cái phần nước cốt này vào nha. Cái phần nước cốt vừa đặc này nó sẽ quyết định cho cái nồi kiểm của mình có ngon hay không đó các bạn. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong được một nồi kiểm rồi. Mình nhắc xuống bếp và chuẩn bị cho ra tô nha. Kiểm thì mình cũng đã nấu xong hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình múc ra ngoài tô nha. Rất là thơm luôn đó. Kiểm thì mình cũng đã múc ra tô xong hết rồi. Cuối cùng là các bạn rắc lên một ít đậu phộng. Như vậy là mình đã hoàn thành. Kiểm này cái khâu chuẩn bị nó hơi nhiều nguyên liệu một chút xíu, nhưng mà cách nấu thì lại vô cùng đơn giản mà lại ngon. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng ăn thử cái món kiểm này với mình nha. Món chè kiểm khi ăn vào thì nó sẽ có cái vị ngọt thanh không ngọt quá các bạn. Và nước cốt dừa mình nấu lại béo béo, kết hợp cùng với những cái nguyên liệu như là khoai cao, khoai lang và bí đỏ nó lại rất là dẻo. Món chè kiểm không chỉ ngon mà lại còn rất là mát nữa. Thì món chè kiểm này ông bà hay nấu vào những ngày rằm, đặc biệt là rằm tháng giêng để mà cúng đó các bạn. Theo năm tháng thì cái cách nấu chè kiểm vẫn vậy, nhưng mà nguyên liệu thì đa dạng hơn và màu sắc thì lại bắt mắt hơn nữa. Nếu các bạn yêu thích cái món chè kiểm này thì hãy cùng vào bếp nấu với mình nha. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.